Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồng Hồ Hải Triều. Đầu tiên thì mình muốn nói đây là mọi hãng đồng hồ trên thế giới họ đều có một nét đặc trưng riêng. Và khi chúng ta nhắc về kiểu dáng nè, thiết kế nè, về chức năng thì các bạn sẽ biết ngay là mình sẽ nói về hãng đồng hồ nào. Và hôm nay mình đem tới cho các bạn một hãng đồng hồ đến từ Nhật Bản, hãng Seizen. Và hãng đồng hồ này thường được biết đến với cụm từ là đồng hồ Ecoride. Vậy thì Ecoride là gì? Thì mình sẽ giải thích như thế này. Ecoride là một cụm từ, thì eco có nghĩa là một từ chỉ về hệ sinh thái, ride là chỉ về vận hành. Thì Ecoride dịch nôm na là Seizen họ muốn nhấn mạnh về công nghệ họ sử dụng trên những chiếc đồng hồ của mình là một công nghệ là thân thiện với môi trường, thân thiện với hệ sinh thái. Và nguồn năng lượng chủ yếu trên những chiếc đồng hồ là năng lượng từ ánh sáng, biến đổi quang năng thành điện năng, không phát thải, không biến hóa học, không gây ô nhiễm môi trường. Và nếu các bạn đang tìm kiếm cho mình một chiếc đồng hồ Seizen Ecoride dưới 5 triệu thì các bạn sẽ xem video này thì mình có hợp lý rồi đó, mình xây dựng trên chủ đề đó. Và mình hy vọng 5 chiếc đồng hồ Seizen này sẽ làm các bạn hài lòng. Đây là 5 mẫu đồng hồ mình cảm thấy là đáng mua nhất trong tầm giá dưới 5 triệu của Seizen Ecoride. Rồi, chiếc đồng hồ Seizen Ecoride đầu tiên mà mình muốn giới thiệu các bạn có tên mã là BJ6501-28A. Là cái chiếc bên trái ngoài cùng này đây. Đó, thì đây cũng là chiếc đồng hồ mà mình thích nhất trong bộ sưu tập 5 chiếc đồng hồ Seizen Ecoride giá dưới 5 triệu này. Bởi vì chiếc đồng hồ này được kết hợp cùng một bộ dây là NATO Yulu bằng da, khá là đặc biệt và cá tính. Về mặt trước thì đường kính bề ngang của mẫu BJ6501 này sẽ là 40mm và độ dày của nó sẽ nằm trong khoảng là 7.8mm. Cũng không phải là quá là dày, nhưng mà bởi vì nó gắn cái phần dây mà Yulu này nè, cho nên nó sẽ đậu lên thêm một cái phần hai lớp dây dưới đây, cho nên các bạn sẽ cảm giác nó dày hơn thôi. Mà thực chất chỉ có phần module đồng hồ không thì nó không có dày. Phần vỏ của chiếc đồng hồ này được làm bằng vỏ thép và tấm kính được trang bị trên chiếc đồng hồ là tấm kính khoáng. Mức chống nước của chiếc đồng hồ này chỉ nằm ở mức là khoảng 50m thôi, cho nên các bạn chỉ có thể là thao tác nước nhẹ chứ không thể nào mang chiếc đồng hồ đi bơi lội đi lặn được. Theo mình đánh giá thì chiếc đồng hồ này có kiểu dáng khá là đơn giản, kết hợp cục phần dây da Yulu màu vàng da bò này cũng khá là đẹp và tinh tế, vừa thể hiện được cá tính, vừa thể hiện được phong cách hiện đại, lịch sự và một phần đó thể hiện sự trẻ trung, phá cách, bụi bặm. Rồi, chiếc Ecoride thứ hai mà mình muốn giới thiệu là mẫu BM7350-86A. Thực ra là ban đầu mình chọn phiên bản mình muốn giới thiệu là phiên bản là 86E cơ. Nhưng mà 86E thì mặt màu đen, quay lên hình thì các bạn sẽ khó hình dung hơn. Và mình khi mà đỡ thực tế thì mình thấy phiên bản mà 86A này nhìn nó thanh lịch, nó đẹp hơn. Đó, các bạn sẽ có một chiếc đồng hồ với phần vỏ bằng kim loại và phần dây cũng là thép không rỉ. Thì size mặt của chiếc đồng hồ này sẽ nằm trong khoảng là 41.5mm và độ dày của nó cũng là 8.2mm, cũng khá là mỏng. Mặt kính được trang bị trên chiếc đồng hồ này thì cũng tương tự như mẫu là BJ6501 lúc nãy, cũng là tấm kính khoáng. Nhưng mà trên chiếc đồng hồ này các bạn sẽ có thêm một cái ô lịch ngày ở vị trí góc 3 giờ này đây. Các bạn có thể dễ dàng theo dõi được thời gian cũng ngày hơn. Và mức chống nước của chiếc đồng hồ này lại hơi tèo hơn cái phiên bản mà BJ6501 lúc nãy, thì nó chỉ nằm ở khoảng là 30m thôi. Cho nên các bạn chỉ có thể rửa tay, đi mưa nhẹ, chứ chúng ta không có thể nào mà tiếp xúc nước mạnh bạo như là cái mẫu BJ6501 hồi nãy nó yếu rồi, cái này còn yếu hơn. Nói chung là respect, chúng ta đeo thì chúng ta nên hạn chế tiếp xúc nước thôi để đảm bảo độ bền. Thì theo mình đánh giá thì nhờ cái phần mặt dio màu trắng này thì kết hợp cùng kim và mặt số đơn giản, nó tạo nên sự thanh lịch trên chiếc đồng hồ này, một nét gì đó gọn gàng, lịch sự. Mình đánh giá thì mẫu đồng hồ này khá là phù hợp với một số bạn mà thích sự đơn giản mà tuyệt vời nhất, tối ưu nhất. Và phong cách của chiếc đồng hồ này thể hiện một sự trẻ trung, năng động.
Rồi, mẫu đồng hồ season thứ 3 mà mình muốn giới thiệu trong clip này có tên mã là AW137051F. Thì nó cũng có phần vỏ và dây bằng thép không rỉ tương tự như mẫu là BM7350 mà mình vừa trên tay lúc nãy. Nhưng mà ở mẫu này các bạn sẽ có một cái phần mặt dial màu đen, nhìn nó cá tính, nhìn nó mạnh mẽ hơn. Mặt trước các bạn sẽ có một size mặt là 41mm và độ dày của chiếc đồng hồ này sẽ nằm ở khoảng là 9.6mm. Phần vỏ và dây làm bằng thép không rỉ như ở đầu mình có nói. Và tấm kính được trang bị chiếc đồng hồ này vẫn là tấm kính khoáng, nhưng mà trên chiếc đồng hồ này các bạn sẽ có một tấm kính nó sẽ cong nhẹ, nó sẽ moi nhẹ lên ở khoảng giữa, nó sẽ tạo cho các bạn một cái hiệu ứng mắt nhìn cũng như là hiệu ứng ánh sáng nó tốt hơn. Chiếc đồng hồ này vẫn hỗ trợ lịch ngày ở vị trí góc 3 giờ. Và đặc biệt hơn, trên mẫu đồng hồ AW137 này thì ở kim giờ và kim phút sẽ có phần dạ quang chính giữa, nó vượt trội hơn so với hai mẫu đồng hồ mà mình giới thiệu đầu tiên. Và mức chống nước của chiếc đồng hồ này nằm trong mức là 50m. Theo mình đánh giá tổng quan về thiết kế của chiếc đồng hồ này thì kiểu dáng của mẫu AW137 này là khá là mạnh mẽ, nam tính. Với phần mặt dial màu đen này kết hợp cùng những cái kim, kim giờ, kim phút được dốc nhọn và cọc số được làm dày, nhọn cho một cảm giác chắc, khỏe và thể thao trên mẫu đồng hồ này. Mình cảm thấy chiếc đồng hồ này sẽ phù hợp với các bạn mà chúng ta thích phong cách mạnh mẽ, nam tính, quyến rũ trên chiếc đồng hồ màu đen. Rồi, chiếc đồng hồ thứ tư mà mình muốn nói ở đây là mẫu AW133. Đó, một chiếc respect thật sự. Chiếc đồng hồ này thì mình đánh giá là mang kiểu dáng của một chiếc đồng hồ hơi lai lai ngoài cổ tí xíu. Thở phía trước các bạn sẽ có một size mặt là 40mm và độ dày của chiếc đồng hồ này cũng nằm ở 9mm luôn. Phần vỏ của chiếc đồng hồ này thì các bạn cũng có thể thấy đi, nó được mạ một lớp màu vàng BVD. Mình đánh giá cũng khá là đẹp. Mà những bạn nào mà chúng ta hay mặc những bộ suit công sở á, thì cái màu vàng này phối lên những cái trang phục của chúng ta thì mình phải nói là cực kỳ quyến rũ luôn. Đi trong phòng là mấy bạn nhân viên nữ ở chung công ty là ai cũng phải ngước nhìn. Thì cái phần vỏ màu vàng này kết hợp cùng cái bộ dây da phải gọi là đúng bài rồi, đúng bài respect rồi, quá đẹp rồi, không còn gì phải chê nữa. Và tấm kính trên chiếc đồng hồ này cũng là tấm kính khoáng tương tự như bốn chiếc hồi nãy. Cái kính này thì nó cũng có mo nhẹ thôi, nhưng mà nó mo ở cái phần rìa ở bên ngoài cái viền mà lắp cái kính này đối với cái phần case thôi, nó mo nhẹ thôi. Và nhờ ở trong cái mặt dial ở trong chúng các bạn sẽ có thêm một cái giống như là một cái phần khung tròn nhỏ. Các bạn thấy không, nó có một cái đường khung tròn bao những cái cọc số này. Nó lại tạo cho các bạn một cái cảm giác mà chúng ta nhìn vào chúng ta tưởng là cái kính này nó mo từ bên ngoài mo thẳng vào cọc số luôn. Đó, các bạn sẽ thấy. Đó. Chiếc đồng hồ này cũng được trang bị lịch ngày ở vị trí góc 3 giờ và mức chống nước của nó cũng chỉ nằm vỏn vẹn ở mức là 30m thôi. Cũng khá là yếu, nhưng mà không, respect thì chống nước cỡ này là coi như là phổ biến rồi. Không có con nào mà respect mà nó chống nước khủng bố 300m hay là 200m cả. Rồi, theo mình đánh giá về kiểu thiết kế chiếc đồng hồ này thì nếu mà các bạn nào mà chúng ta chưa sở hữu một chiếc đồng hồ respect hay là các bạn sở hữu một chiếc đồng hồ đầu tiên thì mình nghĩ là chiếc này sẽ là giải pháp lựa chọn tối ưu cho các bạn, tại vì các bạn dễ dàng mà phối nó với rất là nhiều trang phục, từ suit công sở cho đến những trang phục mà quần jean áo thun chúng ta đi ra ngoài các kiểu, thì chiếc đồng hồ này nó vẫn hợp và nó vẫn lịch sự thanh lịch hơn so với những chiếc đồng hồ khác. Và nếu trong bộ sưu tập của bạn hiện tại đã có những mẫu đồng hồ respect tương tự thế này rồi thì chúng ta mình nghĩ là các bạn nên mua một cái mẫu mà nhìn nó ngầu khun khun hơn. Và điển hình là cái mẫu mình sẽ giới thiệu kế bên đây. Rồi, đây là chiếc đồng hồ Citizen EcoRide thứ 5, cũng là chiếc cuối cùng mà mình trong danh sách những chiếc đồng hồ EcoRide đáng mua nhất dưới tầm giá 5 triệu. Chiếc đồng hồ Citizen có mã là AW136004E.
đồng hồ này là phải gọi là thời điểm mà cách đây khoảng 2-3 năm về trước thì đây chính là một trong chiếc đồng hồ mà mình muốn dành dụm số tiền để mua nó nhiều nhất. Tại vì mình thích cái kiểu dáng Pilot, một phần là mình vừa fan Pilot, phần hai là nhìn nó cái mặt nó lớn, nhìn nó rất là nam tính và bụi bặm. Thì như các bạn có thể thấy thì cái mặt đồng hồ nó cũng khá là lớn, đường kính của nó tới tận là 45mm lận. 45mm là một con số phải gọi là tương đối là hơi bị khủng đối với cổ tay của người châu Á và người nhất là người Việt Nam. Mình là một người có cổ tay thứ 17 nhưng mà mình, khi mình ướm lên các bạn thấy không? Trời ơi nó bự y như tấm thớt. Nhưng mà chúng ta sẽ không thể nào mà phàn nàn được về chuyện này được, bởi vì khi mà các bạn đã thích những chiếc đồng hồ Pilot rồi, đồng hồ phi công rồi thì tất nhiên các bạn sẽ chấp nhận cái việc là mặt nó lớn, bởi đó là đặc trưng của dòng Pilot mà. Rồi độ dày của mẫu đồng hồ này sẽ nằm ở mức là 12mm. Mình đánh giá cao hơn cái phần vỏ hoàn thiện của mẫu đồng hồ này so với 4 cái phần vỏ của những chiếc đồng hồ kia. Cái phần vỏ của cái mẫu mà AW1360 này á, mình đánh giá nó khá là chắc chắn. Mình rờ vào mình cảm thấy nó rất là cứng cáp. So với những cái mẫu kia thì rờ vào mình sẽ thấy được cái sự mềm mại. Thì đó là những chiếc đồng hồ respect mà văn phòng mà. Còn chiếc này thì nó hơi bụi bặm và nam tính hơn một tí. Chiếc đồng hồ này phía trước vẫn là phần vỏ thép và kết hợp cùng bộ dây da. Điểm ấn tượng trên bộ dây da này là nó làm ở dạng là bảng lớn và nó có cái đường chỉ chạy cặp mép của phần dây da này màu trắng. Nó làm có một phong cách gì đó nó thể thao, nó bụi bặm hơn, nhìn cũng khá là hay. Tấm kính trên chiếc đồng hồ này thì vẫn là tấm kính khoáng nhưng mà các bạn cũng có mo luôn, nó sẽ mo nó cong. Thực ra là cái phiên bản mà AW1360 này nó có rất là nhiều màu sắc nhưng mà đây là cái phiên bản màu mà mình cảm thấy là nó mềm nhất, nó ngầu nhất thôi. Thực ra là mình thích cái con màu nâu hơn. Về lịch ngày thì các bạn sẽ có một cái vị trí góc 3 giờ, nó sẽ cho các bạn một ô lịch ngày để chúng ta dễ dàng theo dõi thời gian. Và kim giờ, kim phút trên chiếc đồng hồ này cũng đều có dạ quang bên trong và được làm ở thiết kế là đặc trưng của những chiếc đồng hồ được ở trên cái máy bay của chúng ta. Mức chống nước của chiếc đồng hồ này phải gọi là nó cao hơn so với 4 mẫu vừa rồi, thì nó chống nước ở khoảng là 100m. Rồi thì tổng quan lại mình đánh giá cái mẫu đồng hồ là thiết kế đường kính khá là lớn ha, sẽ hơi kén cổ tay chúng ta nhưng mà nó lại mang đặc trưng của phi công. Rồi mặt dial của chiếc đồng hồ này thì lại được mô phỏng là mặt đồng hồ trên các máy bay chiến đấu. Ok, và đó là 5 chiếc đồng hồ Citizen Eco Ride dưới 5 triệu mà theo mình là đáng mua nhất. Các bạn cảm thấy thích chiếc đồng hồ nào hơn? Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi thắc mắc đóng góp ý kiến cho video sắp tới thì các bạn cũng đừng ngại, các bạn có thể để lại ngay bình luận phía dưới video. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Và nếu các bạn thích những video mà chúng ta tư vấn như thế này thì các bạn có thể để lại mức giá phía dưới luôn, thì mình sẽ căn cứ mức giá đó mình sẽ lựa chọn theo nhu cầu các bạn. Ok, tạm biệt các bạn.